Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là thay đổi ngôn ngữ của những cái kiểu test như thế này ha, bằng cái file welcome, file land welcome. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là kết nối database ha. Kết nối database thì bằng cách là các bạn sẽ mở lên cho mình cái file English. English thì xin lỗi các bạn ha, file envelope đúng chứ, không phải là file English ha. File envelope ở đây mình sẽ điền là cái database là Laravel ngôn ngữ ha, Laravel ngôn ngữ. Rồi sau khi các bạn điền rồi thì các bạn mở lên cho mình cái PHP admin lên ha, PHP admin lên. Các bạn tạo cho mình một cái database tên là Laravel ngôn ngữ, ở đây mình tạo rồi nè các bạn ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái database bằng cách là các bạn vào cơ sở dữ liệu nè. Ở đây mình sẽ tạo là Laravel ngôn ngữ ha. Đó, rồi các bạn click vào tạo ha thì nó sẽ tạo ra cho mình được Laravel ngôn ngữ. Ở đây á, khi các bạn tạo xong rồi á, ở đây mình sẽ xóa đi mấy cái bảng này mình ấy đi ha. Rồi ok, đây coi như là mình mới tạo đi. Rồi sau khi mà các bạn tạo xong rồi á, các bạn khai báo trong file envelope á ha, là cái database là Laravel ngôn ngữ, cái tên database các bạn tạo á, ha, khai báo vào trong đây. Còn này các bạn để nguyên nè ha, từ localhost nè, for của gì MySQL nè, username và root, password là rỗng ha, đối với gì, đối với SAM ha các bạn, đối với SAM. Rồi sau đó các bạn sẽ chạy cho mình một cái câu lệnh là php admin migrate migrate ha. Rồi các bạn enter thì khi bạn chạy nè, nó tạo ra cho mình ba cái bảng ha, ba cái bảng này nó nằm đâu các bạn, nó nằm trong database nè, migration nè ha, ba cái bảng này. Thì khi các bạn cài Laravel á, nó sẽ cho mình trước là ba cái bảng ha, và cái bảng là user nè, password reset nè, và cái bảng fail jobs ha, fail job đó. Rồi các bạn kiểm tra lại nè, click vào Laravel ngôn ngữ thì các bạn sẽ thấy nè đó ba cái bảng này ha. Còn cái bảng migration là nó chứa cái gì, nó chứa ba cái bảng ha, và cái bảng mà ba cái tên file á ha, ba tên file mà các bạn đã tạo ha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ cài cho mình một cái nữa, đó là cái Atomic ha. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi ngôn ngữ của gì các bạn, của database ha, thay đổi ngôn ngữ của database giống như đây là cái table của cái suite demo mà mình đã cho các bạn xem demo á đó. Rồi cái query là danh mục nè, còn cái các bạn này là cái query translation ha, gồm những cái ngôn ngữ ha. Đó mình thay đổi thì nó sẽ như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái Atomic Laravel Translate Table. Các bạn search cho mình cái này ha, Atomic Laravel Translate Table ha. Ở đây các bạn có thể dùng Sparty nè ha, hoặc là cái deep ha, cái deep như thế này, deep store ha, deep store như thế này đó. Nó có rất nhiều phiên bản dùng để thay đổi ngôn ngữ lắm, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là Atomic nè. Đó thì các bạn có thể click vào cái github.com, không thôi là mình click vào trong web của Atomic luôn ha, nó sẽ dễ dàng hơn. Đây nó có để là installation, là cài đặt nè các bạn ha. Ở đây nó sẽ hướng dẫn mình gói nè ha, ở đây nó hướng dẫn mình sử dụng bằng form nè, bằng attributes ha, bằng pivot model nè đó. Translation thì các bạn sẽ soạn đó, sẽ chép cái này, mình sẽ bắt ra đây để nó tải cái gì, cái suite đó về cho mình ha. Đó, cái package nó về cho mình đó. Các bạn đợi nó chạy tí xíu ha. Ở đây nó xuất hiện lỗi là tại vì mình đã cài trước đó rồi, mình sẽ xóa cái này đi ha. Rồi ok. Rồi ok, thì các bạn sẽ chạy bình thường, thì các bạn sẽ chạy thành công đó, tại vì mình cài trước đó rồi cho nên là nhiều lúc nó đau và nó bị lỗi chứ không có gì hết ha. Rồi bây giờ này nó sẽ đau và thành công ha, nó sẽ không bị lỗi nữa. Đó. Rồi ok. Thì ở đây nè, nó sẽ đào về cho mình rồi ha các bạn, đào về rồi. Thì để test coi nó đào về chưa thì các bạn vào cái composer.json nè, thì các bạn sẽ tag Atomic Laravel Translate bản 11.9 nè. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy tiếp một cái đoạn nữa các bạn. Mình sẽ chạy tiếp một cái đoạn là đoạn này, dùng để public cái gì? Public cái file ha, translation ra để mình sử dụng các bạn ha. Mình sẽ sao chép nè. Ở đây mình sẽ pass ra nè, enter cái. Rồi. Thì nó sẽ public cho mình một cái file ở trong config nè các bạn, translate table nè.
này, cái file này thì cái locale này nè, mình sử dụng ba ngôn ngữ ha. Ở đây là cái locale dùng để là khai báo ngôn ngữ các bạn, dùng để khai báo ngôn ngữ. Thì ở đây mình sẽ sử dụng ba ngôn ngữ, thì mình sẽ điền ba ngôn ngữ ha. Ở đây là có tiếng Pháp nè, tiếng Espanol là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh nè. Ở đây mình sẽ điền là một tiếp một cái tiếng nữa là tiếng Việt là VN các bạn ha, ví dụ vậy VN, và một tiếng nữa là tiếng Trung Quốc Chinese. Rồi ok, còn những cái tiếng dư thì các bạn cứ để đó đi ha. Ở đây mình sử dụng ba thứ tiếng là English, Vietnamese và Chinese ha. Tại các bạn có thêm nhiều thứ tiếng thì các bạn điền dưới đây, ví dụ như các bạn có thêm là tiếng GP gọi là tiếng Japan thì các bạn điền dưới đây đó, ví dụ vậy. Rồi thì ở đây các bạn kéo xuống nè, kéo xuống thì nếu mà fallback locale, nếu mà không tìm ra ngôn ngữ thì mặc định nó sẽ quay về ngôn ngữ tiếng Anh ha. Còn tất cả mọi thứ trong cái file này thì các bạn không có thay đổi. Rồi sau đó các bạn tắt đi đó. Rồi thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thay đổi ngôn ngữ trong database ha, trong database luôn.